Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Israel. Tổng thống Joe Biden hôm nay, 18/10, có chuyến thăm tới Israel và Jordan nhằm nắm bắt thông tin về mục tiêu của Israel trong cuộc xung đột với Hamas và nhấn mạnh sự cần thiết của việc hỗ trợ nhân đạo ở Gaza. Chuyên cơ không lực 1, Air Force One, đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo báo Times of Israel. Tổng thống Joe Biden dự kiến dành một phần thời gian trong ngày 18 tháng 10 ở Tel Aviv để hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức khác. Theo kế hoạch ban đầu, sau đó ông Biden sẽ bay tới thủ đô Amman, Jordan để đàm phán về việc tăng tốc hỗ trợ nhân đạo cho Gaza với vua Jordan Abdullah. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, cuộc hội đàm ở Amman đã bị hoãn trong bối cảnh các cuộc biểu tình tự phát nổ ra trên khắp Jordan nhằm bày tỏ sự tức giận trước vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ali ở Gaza, khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby đã nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One chở ông Biden rằng quyết định không tới Jordan là quyết định chung của hai bên. Bản thân Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự phẫn nộ về vụ nổ bệnh viện ở Gaza. Tôi phẫn nộ và vô cùng đau buồn vì vụ nổ bệnh viện Ả Rập Al-Ali cũng như những mất mát to lớn kéo theo, ông Biden nói khi đang trên đường đến Israel. Tổng thống Mỹ cho hay ông đã chỉ đạo ekip an ninh quốc gia của mình thu thập thông tin và điều tra vụ việc. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tổng thống Biden sẽ nói rõ rằng chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với tất cả đối tác trong khu vực để hoạt động hỗ trợ nhân đạo tiếp cận được khu vực và mở một số hành lang an toàn cho dân thường. Ông Biden đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Israel, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ở Gaza. Diễn ra sau một số cuộc điện đàm kể từ ngày 7 tháng 10, cuộc gặp trực tiếp vào ngày 18 tháng 10 sẽ cho phép ông Biden thảo luận về những lo ngại và làn ranh đỏ có thể xảy ra trong cuộc tấn công Gaza sắp tới của Israel. Tổng thống Mỹ cũng sẽ được cung cấp thông tin về số con tin bị Hamas bắt giữ. Trước đó, sau nhiều giờ đàm phán với nội các ứng phó chiến tranh của Israel ở Tel Aviv, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 17 tháng 10 cho biết Israel sẽ thông báo ngắn gọn cho ông Biden về mục tiêu và chiến lược cũng như cách thức tiến hành các hoạt động nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường và cho phép hỗ trợ nhân đạo ở Gaza theo hướng không có lợi cho Hamas. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.